quay là sao cho cái thằng này xuống này. Thôi ông dạy cho ông. Đấy. Không cứ để này để cho biết hướng để mà làm đi. Quá là tiêu chuẩn. Đừng để thằng này mà. Thằng này làm. Bây giờ anh muốn là nuôi cái này nó to lên cho ngày mai mới tính. Không. Tính gì thì tính, anh phải xây từ bé này anh xây trước. Đúng rồi. Anh bé xây không trước khi lớn lên anh được cắt rồi. Bé không win thì cho nuôi to trong này. Không, nếu thế sau này lại không dám cái gì. Đúng rồi. Cái con tử của anh mà bây giờ cái này cành này vênh lên như thế này thì cụ già nói là cái này là được. Vâng. Cái là được. Vâng. Cành này đây để đây mà cái ngọn này bằng này cái này không được. Biết đâu à. Bố thì tâm đa mà. Với các cụ dạy thì mình nghe. Bố thì con tâm đa cha ngũ phúc. Đấy nhá. Thế thì bây giờ đi. Bố tâm đa. Con mà để nó năm 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 nữa thì với bố con như nhau. Vâng. Đấy. Lễ giáo là gì đấy hả? Lễ giáo, lễ nghi. Không, tôi cứ chẳng lòng tôi. Không, ở đến đây là chia sẻ hết, không có vấn đề gì cả. Cô nói con trai ông vị. Con trai cụ vị. Cụ vị là một trong các nghệ nhân. Vâng. Thế phải không? Thế mà tại sao hôm nay tao mới tham gia thực sự? Thế tại sao cụ vị lại không bảo? Mà lại để đúng, như này. Cái này cái ý định không phải để như này. Ừ. Mà cái này cháu muốn nuôi to, cháu giật lại một lần nữa cháu mới làm nuôi cơ. Cháu muốn giật lại. Muốn giật cháu lại. Không con anh để nuôi to bằng cái. Vâng. Xây đi trước thì nó đẹp hơn là xây sau. Rồi. Thế xây sau là cháu cho ở trong cháu cũng muốn giật cơ. Đi con đường nào ngắn nhất thì đi. Đừng đi đến dài thì gặp gành nó chứ. Nó trôi mất. Muốn đi. Các nghệ nhân đường tham gia gì vào cái cây này, tác phẩm này. Thấy nó đẹp thì cứ ngắm. À, trông thấy đẹp à? Không cũng được. Trông cũng thấy sự chun chín. Ví dụ như cụ Trung mà là cụ Hòa Bình là những cái này là ông cắt hết từ ngày. Cái dây ông đâm đây là không được. Nhưng ở đây là câu lạc bộ. Cho nên là mang đến để còn có sự đóng góp. Thi để góp vui. Ờ, góp vui. Chứ không phải nói thật là như thế. Vẫn biết được điểm đó, nếu chấm điểm là người ta sẽ trừ những đúng rồi. Nhưng mà đây không phải là cũng rất dẻo nha anh Trinh nhỉ? Dẻo. Thế nào, nghệ nhân thấy thế nào cây này? Vâng, đẹp. Cũng đẹp à? Vâng, cây đẹp. Cây đẹp. Hôm nay mang về là lại giao lưu với chồng rồi. À thế hả? Ai mang về? Đấy, có người bắt sống rồi. Đúng này, tính từ cái ngày mà em lấy về. À. Quà của đó rồi là được bao nhiêu lâu à? Đang đòi 16 triệu nhưng mà có thể là lùi lùi tí là à, nhưng mà này rồi. Tôi chết rồi, hôm nay lộ giá đòi. Bắt 16 triệu bắt ngay. Nào. Bắt tay đi, bắt tay đi. Bắt luôn. Không phải gì. Cái này là đi đâu rồi? À, tức là từ cái hồi nó còn bé hả? Mình em vẫn còn trẻ. Còn trẻ. Bây giờ thì nó cũng đã làm được một ít tay tán đẹp rồi mà. Trong lòng vui vui rồi, ấm rồi. Đúng ấm rồi. Từ hồi 2 năm trước tôi đã thích thật. À, trước đây đã từng giả như thế mà. Vâng, xin chào. Đương bảo cây này mấy năm về trước giả những 16 triệu, bây giờ bảo bắt ngay. Không phải gì. To đánh vào đây này. Chú Trọng là người cũng là nói rất thật. Nó anh em Trinh này nhập 2 triệu là còn vài lần lên được rồi. Có những người khác cũng cái này rất muốn rồi. Nó lại làm sao được cái này là được cái con cái kia. Thế thôi. Nó phải 5 tháng mới được như thế này là bà nào đã tốt rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rất dẻo. Cái tuổi của nó thật tuổi. Tay cây. Tử rất dẻo đấy. Thân mẹ nói chung là ổn. Rồi ổn áo ổn rồi. Hài hòa rồi đấy. Dẻo chiếc xe hôm nay. Được, con tử trông đẹp. Quan trọng nhất bây giờ cái tuổi. Rất đẹp. Nói đẹp thế này chú trông nó không buông rồi. Có cái để mà nhìn. Tử đỉnh thâm. Có cái để mà nhìn. Có cái để mà bình luận. Với như sợi dây thép. Mà ngón chân cái này.
là chỉ có nuôi cho nó to, năm nào nó to, nó ra răm nó dày thêm mà nó già thêm thế thôi. Không không phải lo làm. Tác phẩm này là? Tác phẩm này là lấy 40 triệu của ông Thành Đất. Ai lấy? Hiệp, Hiệp Lê. À, 40 triệu của Thành Đất. Lâu chưa? Giao lưu công nghiệp hôm nay được 2 tháng. À. Nó vẫn thuộc dòng xanh xanh năm điện sinh. Thế lá cong lắm, không phải lá móng gì à? Làm điện này. Cốt này làm được rồi. Tiếp luôn. Lái. Được. Rồi, nào. Cảm ơn tác phẩm này đến à? Vâng. Mấy tác phẩm? Một tác phẩm này. Ồ, thế à? Được 4 chứ? Anh đã quay đây, anh đã quay đây. Hả? Anh đã quay đây. Chốt. Đã? Xong là... Đã là người quay phim thì đừng hỏi cô ấy. Quay đã à? Đã là tình nguyện thì... đừng hỏi cô ấy. Và đừng lo, đừng có mong ông ấy cắt cho những cái từ ngữ đó. Đỗ Quý Cường, thanh niên tuổi trẻ rất hăng hái của câu lạc bộ. Một tác phẩm sung. Làm được như thế này không phải đơn giản, vì cây sung làm như thế này rất khó. Sung mới được cái phần trăm. Cây sung mà làm được như thế này rất khó. Tức là bonsai mà làm cả tác phẩm sung như thế này thì rất là khó làm. Vì nó phát triển rất mạnh. Lát đác ở một số chùm quả này nhé. Vâng. Ây, xin chào. Vừa nhắc mà, chưa thấy có mặt. Và hôm nay mới có mặt. Hôm qua còn được là triển lãm Nam Hà. Hà Lam. Làm sao mà. Đấy, hôm qua chắc chị Kiều mang đi. Qua đây nhìn đi của chú đây. Bây giờ đang mang đi cá nguyên, nó bay khỏe lắm. Sùng ra. Sùng á? Vâng. Lúc nấy về đã có quả, nó vặn hết cả xuống. Cái ổi này có đắt tiền lắm nhỉ? Cái này. Có nhiều tiền không? Quá cái thằng nó làm cái số điện thoại này màu xanh nữa, khó nhìn quá. We'll be right back.
có giấy rồi rồi. Hoàng Bình Nghĩa. Tôi lại sang bên này, tôi đưa ngược thì sang mặt trời. Xin chào ngài. Lâu lắm rồi gặp ngài để tham dự một cuộc chơi như thế này. Cô thấy khung cảnh thế nào nhỉ cô? Được mà. Trong quy mô nội bộ của câu lạc bộ hơi chật và nhưng hơi chật thì mang ít cây. Hôm qua tôi tham gia thật rồi. Nhưng các vị chơi cây nghệ thuật lại phải có nghệ thuật. Vâng đúng rồi nhé. Vâng. Thế như bây giờ đây hôm nay tôi nhìn đây là vẫn thế này, tức là ý tôi nói là từ trong ra ngoài, cây cao vào trong và cây thấp ra dần ra ngoài. Khách quan người ta đến đấy mới là rồi, cái rồi cái cây sắp đặt đấy. Đúng là hôm qua tôi tham gia luôn ngay chiều hôm qua. Thế mà mấy anh ấy nó lại không thực hiện theo cua. Anh Vinh bảo là thôi để chốc đã anh em nó làm. Thì ui, đến bây giờ hôm nay tôi lên lại thấy thế này, lại thấy cái cây thấp ở bên trong phải không? Vâng kia. Lại thấy cây thấp bên trong, lại cây cao bên ngoài. Rồi những đóng góp chân thành của nghệ nhân rất có giá trị trong việc sắp đặt. Còn kể cả cây của tôi dù cao thấp mà cả anh để. Thế cây của cô thì đương để vị trí ở? Chả biết được. Không biết à? Hôm qua để ngoài chắc lo này. Nó để đâu mình không biết mà. Vâng. Rồi. Bây giờ đương đi quay tổng thể một chút. Đấy, những sản phẩm như thế này rất là nhỏ nhắn, rất thuận lợi cho việc mua bán và giao lưu. Rồi thì đóng góp. Vâng, xin chào nghệ nhân tốt. Các nghệ nhân cũng đã xuất hiện. Anh nhân bơ cả cụ này. Bơ chết. Bắt tay người cao nhất đi. Tay cái người cao tuổi. Chết rồi, còn phải quay lại bắt tay ngay cụ, không là căn bản cụ áo xanh, áo em đáng nghe là phải trắng quá, phải nhìn ra ngay. À đúng rồi, đâu lấp. Vẫn đứng đây nguyên. Bởi vì người lính năm xưa đã che ẩn hình bóng của cụ già. Ui, gì đây nhỉ, Linh Sam à? Đấy, chả Sam là cái gì nhỉ? Sam hay là cái gì nhỉ? Trông tựa như sam. Nhưng mà các vị đã đem đi. À đúng, cây sam này. Cây sam hoa đây này. Tác giả đây này. Nó in một cái màu xanh chán quá. Đã nói nhiều lần rồi mà không hiểu. Cái này thì bỏ đi hết. À cái dây gì? Nhưng mà đến đây còn bán cụ ơi. Bán đi mua. Không bán đi mua mặt. Anh phải bỏ ra trông nó mới đẹp chứ. Vẫn còn đường bố một. Vẫn còn bố một anh chú. Vâng, những đóng góp của cụ già. Như thế là đương muốn tạo ra cái cành rơi. Ui, cái cành rơi này hôm nay mà tháo đi về nhà thì nó lại vành lên thì sao mới làm. Rơi chứ phải rơi ra để cho nó. Hả? Đây, cành rơi đây cụ. Đây, bên này cành bay này. Nếu cành rơi đây là xong rồi. Vâng. Thì làm gì anh phải giao ràng buộc vào đây nữa. Vâng. Còn kẻ nó cho hai cái tay sang mà kẻ đây. Vâng. Cái này nó nguyên xong rồi. Vâng. Không đây bình luận phải nói. Đúng rồi. Đúng rồi, cụ đóng góp rất chân tình. Một cây cung bút bên cạnh rất chân chất. Vâng. Lại rộn rã những thước phim. Quỷ Hòa ơi, chào hai nghệ nhân. Rồi, nghệ nhân là Hải Ký Đá đang xem một tác phẩm. Rồi bác ơi, đi Ninh Bình nghe
được mấy video đẹp ấy. Vâng. Chùa được cái chân bãi đấy nghe nó hơi thủ. Vâng, vâng, vâng. Ơi, chú Đạo. Là người chơi thì có thể chơi ở mọi tư thế. Cứ thích thì chơi thôi. Còn không kể là loại xanh gì hay là tác phẩm gì, cứ hình bóng thì là chúng ta chơi. Bây giờ nó nặng quá. Bác thấy khung cảnh kê đặt thì có vấn đề gì không? Có cần trang chỉnh gì không? Thật ra nhà vườn thì